vlog về cái ngày bình thường của mình, mà hôm nay là một ngày rất là xui khi mình và một con chó dẫn đi nhau đi chơi trong cái rừng tràm á, thì mình đã đụng độ một cái tổ ong lá và kết quả là cái mặt của mình là một bên mắt là phồng lên rồi, nó chết ngay chỗ này và bây giờ nó phồng lên ngay chỗ này. Bây giờ mình có thể nhìn thấy ở dưới đây, mình nhìn thấy một cái lớp nó nói chung là con mắt bây giờ nó bị vướng một cái vật thể nó ở dưới và cảm giác bây giờ rất là thốn luôn. Và không những ở mắt, nó chết mình khoảng 5 đến 6 mũi đó, ở ngay óc nữa một cái và sau lưng. Và chút nữa mình sẽ quay con chó của mình, nó bị chích một mũi duy nhất, nó bị một mũi duy nhất là ngay miệng, ngay mỏ luôn. Và chút nữa mình sẽ quay cho, bây giờ nó nhìn buồn cười lắm. Ok, còn mình là vậy là thấy là rất là mệt rồi, với lại cái lỗ này chích ở đây thôi nhưng mà lan ra hai chỗ này đau, và ngay óc nữa, bây giờ cảm thấy nó hơi nhức đầu một chút. Mình thì có sử dụng một loại dầu gió, dầu nóng để cho nó xoa lên, cho nó cái sự đau á nó bị hãm lại, kìm lại. Còn bây giờ thì nó bắt đầu tái diễn tiếp. À, thanh niên mới bị ông chích nè cảm giác sao bị mệt buồn lắm mà mệt chỉnh chó mày. Đâu bị con mắt nè hay bị cái mọt không à? Thanh niên à, bây giờ buồn đời lắm rồi. Mất nhìn anh ấy kìa, nhìn từ xa là cái mỏ của nó khá là nhu nhu ra đó. Mất nó, bạn có thấy là bên một bên của nó là nó rất nhỏ mà ngay sát lỗ mũi á, nó biến dạng rồi nhìn tội chứ sao vui không nè, cái mỏ này đau lắm, không dám cắn đâu nhưng mà nó hừ vậy á. Còn bên đây nè, nó lành lặn, nó nhìn mặt bên đây đẹp trai ha, quá đẹp trai luôn đó. Vô cái rừng cao su này nè, à quên, rừng tràm này nè, dính cái tổ ong ong lá đó. Bây giờ chủ với tớ đều vậy luôn, bây giờ chắc tức lắm này đó. Cái mặt của nó bên này ngáo đó, hai chủ tớ đây, chủ thì bị cái mắt, tớ thì bị ngay cái mỏ đó. Lạnh lùng lắm thôi ráng